Phúc Sinh, Phúc Sinh. Hai anh còn tới tìm tôi làm gì vậy? Khó khăn lắm tôi mới trốn được má tôi ra đây đó. Nếu không có gì đặc biệt, tôi chào hỏi một tiếng rồi về đây. Nè 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 nè, chúng tôi có chuyện muốn nói với anh. Tìm bị đã dẹp rồi. Hả? Hai anh đùa với tôi sao? Không phải đâu. Sở Y tế niêm phong tìm bị của chúng ta bị mang tiếng nên chúng tôi dẹp luôn rồi. Không ngờ lại ra nông nổi này. Cho nên chúng tôi định làm lại từ đầu rồi mở tiệm khác buôn bán lại. Chúng ta có thể làm lại từ đầu tạo dựng danh tiếng. Trở về làm chung đi. Trước đây chúng tôi có điều không phải. Anh đừng giận chúng tôi mà. Xin lỗi nha. Tôi biết lỗi rồi. Bạn bè nên đồng tâm hợp lực. Tóm lại sau này ba anh em chúng ta không phân biệt chủ tớ, ba mạng người một tấm lòng để cùng nhau phấn đấu. Tôi không tin là chúng ta không làm được. Rồi, bây giờ sở thích, mục tiêu, lý tưởng của tôi đó đều đặt ở nơi học hành thôi. Tôi quyết định học đại học rồi. Vậy sao? Thay đổi mau vậy? Phải đó, phải đó. Hai anh có biết hai anh khiến tôi thất vọng lắm không? Chưa bao giờ tôi đau lòng tới như vậy đó. Là anh em phải cùng nhau lên núi đao xuống chảo dầu, phải trọng nghĩa khí chứ. Hai anh đều không làm được điều này. Ơi, thật tình tôi đã tan nát hết trơn hết trọi rồi. Trái tim tan nát đâu phải dùng trong trường hợp này. Mà kệ tôi. Cho nên tôi đã quyết định thi vào đại học, sau đó tìm việc làm và cưới vợ sanh con. Anh đang giỡn hả? Phải đó. Anh có biết là anh đóng kịch dở lắm không? Anh tưởng tôi giỡn sao? Tôi rất là nghiêm túc quá nghe. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc tới như vậy á. Mấy anh không tin á thì tôi đi về. Nè, đừng đi. Thôi được rồi, không phải giỡn. Chúng tôi biết anh rất thất vọng. Chúng tôi sẽ nấu một chầu ngon để xin lỗi anh nghe có được không? Một chầu cơm muốn tôi bỏ qua cho hai người hả? Vậy hai người quá lời rồi. Nè, vậy anh muốn sao đây? Chẳng lẽ đưa anh vài ba ngàn mà anh chịu? Tôi không có lấy tiền đâu. Hai anh tham gia marathon đi, làm từ thiện. Có mắc mớ gì chứ? Phải đó, đâu có liên quan gì. Đó, mới thử là biết liền. Hai anh không bao giờ nghe lời tôi đâu. Chút thành ý cũng không có. Không có thành ý tức là không coi trọng tôi. Không coi trọng tôi tức là không tôn trọng tôi. Không tôn trọng tôi là tôi đi đây. Nè, chị bao nhiêu mới cho là tôn trọng đây? Làm từ thiện mà, chạy nguyên chặng đường luôn. Trời ơi, chà, hơn 42 km, tức là bằng 4 khu hành chánh lớn bên New York, rồi chạy qua 5 cây cầu lớn, sau cùng chạy một vòng công viên trung ương. Có cần tôn trọng đến vậy không? Thôi bỏ đi, tôi đâu có bắt buộc mấy anh tôn trọng tôi đâu. Thôi, không thích đó, thì đừng có chạy. Nè, dọc theo chạy mấy vòng, chạy làm sao đi? Trò gì vậy anh coi đi nè. Thằng quỷ này đang trêu chọc chúng ta, được nước làm tới. Nhưng cũng may, mỗi khi tôi cũng hay vận động, chạy cũng còn được. Anh đừng có giỡn, chạy marathon không phải là chuyện đùa. Thường ngày phải tập luyện để giữ chức năng tim phổi. Bây giờ anh nói anh chạy là chạy, dễ chết lắm đó. Anh dở quá, tại anh chạy không nổi thôi. Phải rồi, anh giỏi quá, anh chạy hết cả chặng đường đi nghe. Chạy kiểu này có nước thí mạng luôn. Nè, nếu vậy thì nói chuyện với ảnh đi, để làm thứ khác được không? Làm cái quái gì nữa. Anh không thấy bản mặt đáng ghét của ảnh sao? Vừa đòi học hành, vừa đòi cưới vợ sanh con, ra vẽ ta đây mà còn đóng kịch bắt chúng ta tôn trọng ảnh. Nghĩ tới bản mặt đáng ghét đó là tôi thấy giận rồi, ngu gì làm theo. Nhưng mà không chạy thì mình sẽ mất người bạn này. Bạn bè vậy hả? Thôi dẹp đi. Vậy là sao đây? Tôi đã nói là dẹp mà. Ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay bay về luôn. Thằng quỷ này nó bất chân thì mình bất nghĩa, khỏi làm bạn gì hết á. Thằng quỷ này đúng là không đáng để binh mà. Được, về thì về, nhưng mà ở lại vài ngày đi mua sắm, đi chơi cho đã luôn. Tiệm thì bán rồi, gà con và cậu Ngỗng cũng nên trở về. Họ nói ở lại vài ngày sao? Cậu Ngỗng gọi điện về nói là ở chơi vài ngày, nhưng nghe giọng nói của ảnh hình như không có khuyên được Phúc Sanh đó. Em yên tâm đi, tánh của Phúc Sanh là dễ dãi nhất, nhất định là khuyên được ảnh.
Tới chừng đó năm chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Ừ, thôi không nói với chị nữa, em đi làm đi. Em nói hôm nay xin nghỉ mà. Tuy là vậy, nhưng dạo trước tiệm mì gặp chuyện, em xin nghỉ nhiều quá rồi. Hôm nay nghỉ nữa thì không tốt. Nhưng em biết hôm nay có người sinh nhật mà. Chị tưởng là em đã quên mất rồi chứ. Sao lại quên chứ? Tuy em không thể ăn mừng với chị có thể ăn mừng với Vicky mà. Với lại tặng cho chị nè. Cảm ơn. Chị tháo ra nha. Ừ. Thích không? Trời ơi, em điên rồi hả? Đồng hồ này tới 2000 mấy lần. Mất nửa tháng lương của em, tốn kém quá làm gì chứ. Chị thích là được rồi. Hơn nữa là món quà đầu tiên em tặng cho chị mà, dĩ nhiên là phải đặc biệt chứ. Ai, lúc đầu thấy em không ăn mừng với chị cũng hơi giận giận đó. Bỏ đi, giờ có cái đồng hồ rồi. Hả? Chỉ giận em thôi sao? Không phải giận gà con, có phải không? Người nào cũng vậy, không có phân biệt. Làm bộ. Vậy đi, đợi mấy ảnh về, năm chúng ta cùng ăn mừng một lần nữa. Để em tạo cơ hội cho chị và ảnh. Dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên khi yêu nhau, chị và ảnh phải cùng ăn mừng chứ. Được rồi, tối nay để tôi làm tài xế đưa mọi người về nhà nha. Trời ơi, mình muốn đi uống tiếp. Mình muốn đi karaoke. Được rồi, mọi người đãi tôi ăn cơm. Karaoke tôi mời. Hay quá, đi thôi. Giao Hy, lên xe đi. Mọi người lên trước đi. Sao đúng lúc vậy? Tôi đã nói với Nhân, số tiền đó không cần trả gấp. Sức khỏe ông không tốt, không cần phải ra ngoài làm như vậy. Làm cả đêm đâu có cực đâu. Nay mai ba sẽ trả hết số tiền đó cho con. Tóm lại, ba phải giải quyết cho xong chuyện này mới thấy yên lòng. Mấy bạn đang đợi con. Ăn mừng sinh nhật phải chơi cho vui vẻ. Sao ông lại biết sinh nhật của tôi? Biết chứ. Hồi con còn nhỏ chưa đến sinh nhật đã đòi ba tặng quà cho con rồi. Không chỉ tặng vào ngày dương lịch, sinh nhật âm lịch cũng phải tặng. Năm con 5 tuổi, ba đã tặng cái cặp táp lớn và bình đựng nước cho con. Con rất vui mừng, nói là phải học được hạng nhất. Kết cục chỉ được hạng nhì, con đã khóc suốt cả đêm. Đồng hồ này là nhân tặng. Mày mà nó nghe lời ba. Ba đã nói đồng hồ này rất hợp với con mà. Đồng hồ này là cả nhà tặng cho tôi sao? Mấy bạn con đang đợi kìa. Thôi đi chơi đi ha. Alo. Alo. Con tìm Nhân hả? Đợi lát nghe. Không phải. Tôi tìm ông đó. Cảm ơn đồng hồ của ông. Đừng khách sáo. Không có gì nữa. Tạm biệt. Không lẽ con ngỗng và gà con tới tìm mình sao?
Ba về rồi hả? Ba quên đem chìa khóa. Ba, vừa rồi khi ba ở dưới nhà, ba có thấy hai người lén lút theo dõi ba hay không vậy? Không có. Không sao? Con là nhớ hai người bạn của con hả? Đã hai ngày rồi họ không có gọi điện thoại cho con. Không lẽ đã về Hồng Kông thật rồi sao? Nè, sao hai người bạn của con lại chạy marathon vậy? Ê, là họ thật đó. Vì con họ đã chạy marathon. Hai người này thì là khờ quá, ngốc quá đi. Xin chào hai anh. Cho hỏi vì sao hai anh lại tham gia cuộc thi này vậy? Chúng tôi đã hứa với bạn là phải tham gia cho nên phải làm cho bằng được. Hai anh từ nơi khác đến đây phải không? Đúng là có lòng từ thiện. Phúc Sinh, chúng tôi sẽ chạy hết cả chặng đường. Phải đó. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Đây, anh nói là mua khô bò về nhà mà. Tôi có mua khô bò chứ. Tôi cũng sẽ về nhà. Nhưng tôi sẽ không bỏ mặt bạn bè đâu. Anh muốn chạy thì tôi sẽ chạy với anh. Để anh nói chạy tôi mới chạy với anh thôi. Đừng làm bộ nghe. Phải chịu thua hả? Có chết tôi cũng không chịu chết đâu. Tại anh đòi chạy tôi mới chạy với anh thôi. Thôi sao cũng được. Tóm lại là không thể chịu thua. Giá nào cũng phải chạy hết chặng đường. Mất công ảnh nói chúng ta là không tôn trọng ảnh. Dạ con, cậu Ngỗng, chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên, tôi sẽ cổ vũ cho hai anh. Bạn có giúp gì chứ ăn cơm vậy? Nhanh lên. Ủa, Phúc Sinh, đang coi gì vậy hả? Sao không đi học đi, coi gì mà coi. Lại là hai đứa này hả? Không được coi. Má, má để con coi đi. Vì con họ mới chạy thi marathon đó. Phải đó, mà cho nó coi đi. Không được, hai đứa này là kẻ hư hỏng. Tôi không thể để tụi nó dạy hư con chúng ta. Phúc Sanh, không được coi vào trong học bài. Ê gà con. Phúc Sanh, con không nghe lời má hả? Má, má cho con 10 phút, 10 phút thôi mà. Không được. Bà. Ông im đi. Phúc Sanh, má hỏi con. Thật ra trong mắt của con má quan trọng hay là con gà con ngỗng đó quan trọng? Má. Con ra ngoài đi. Phúc Sanh, con mau quay lại. Nè anh à, được chưa? Mình đi thôi. Em cho anh 5 phút nữa. Học lễ. Đi được rồi. Anh tránh ra coi. Cái gì? Anh chờ em 5 phút đi. Cố lên, cố lên, cố lên, học lễ. Bác Tài à, làm ơn chạy nhanh một chút giùm. Tôi phải đến cuộc thi cổ vũ cho bạn tôi. Được rồi, tôi sẽ cố gắng chạy nhanh. Cảm ơn. Anh chạy nổi không? Không nổi, cũng phải chạy. Chỉ còn một chút, tôi không tin là không đến đích được.
Giờ cho hỏi, số 267 và 268 về chưa vậy? Hai người đó đã vào viện rồi. Nè gà con, anh không sao chứ? Bây giờ anh sao rồi? Mới nãy tôi nghe cô y tá nói không sao, có vẻ lạ lắm đó. Ơi, tôi thì không sao, chỉ bị trật chân thôi. Nhưng mà còn cậu Ngỗng thì... Cậu Ngỗng thế nào? Anh cũng biết cậu Ngỗng là cậu ấm mà, thường ngày đi vài bước cũng than mệt, mà anh còn bắt ảnh chạy marathon. Chỉ vì câu nói này của anh đó, ráng chạy hết 40 mấy km. Có giận gì anh cũng thấy hả dạ hết rồi. Anh có biết là ảnh chạy cực khổ lắm không? Bác sĩ nói, bác sĩ nói là tim của ảnh có... Tim của ảnh sao hả? Tim của ảnh... Anh đừng có làm tôi sợ nghe. Bây giờ cậu Ngỗng sao rồi? Lỗi tại tôi không tốt. Tôi không biết chuyện lại nghiêm trọng tới như vậy. Cậu Ngỗng sao rồi hả? Nói cho tôi biết đi. Nói. Này cà con có tiền xin không? Tôi muốn uống nước. Cậu Ngỗng, không sao gì vậy Phúc Sanh? Anh... Lần này tôi trả thù được rồi đó. Anh xấu quá nha. Làm tôi hết hồn mà. Tôi chỉ nói là tim của ảnh, chứ đâu có nói là tim ảnh bị gì đâu hả? Tôi không cần biết hai người làm gì. Tóm lại anh chịu đến đây gặp giúp tôi, tức là còn bàn bạc được. Tôi đã chạy hết chặng đường, tôn trọng quá rồi còn gì. Mọi ân quán trước đây thôi xí xóa hết đi. Xí xóa hết? Suốt đời này tôi cũng không quên đâu. Trời, anh giận dai vậy sao? Anh có phải là đàn ông không? Độ lượng chút đi. Tôi nói suốt đời này hả, tôi cũng không quên hai chàng khờ như hai anh đâu. Vì tôi đã chạy xùi bọt mép luôn. Xùi bọt mép dữ vậy? Chúng tôi đánh ganh xùi bọt mép luôn á. Tăng 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 con đừng tìm nữa. Má đã đuổi ba con đi rồi, sẽ không còn ai giúp con đâu. Má... Con nói đi, thật ra con đã đi đâu? Có phải con đi tìm con gà con Ngỗng của con không? Đúng là con đi tìm họ. Nhưng mà con đã nói rõ với họ rồi. Con nói với họ, con sẽ không rời khỏi Singapore nữa đâu. Cho nên lần này là lần cuối cùng con gặp họ. Ngày mai họ sẽ về Hồng Kông. Thật không? Có phải con đang gạt má không? Không có, không có. Con không có gạt má. Con biết má chỉ muốn tốt cho con thôi. Con sẽ cố gắng thi vào đại học, sau đó con lấy bằng tiến sĩ. Tốt nghiệp rồi con sẽ tìm một việc làm tốt, cưới vợ sanh con, để má có thể an hưởng tuổi già, để má không còn vất vả nữa. Má à, con biết sức học của con rất là kém, cho nên con định đi học thêm. Má ủng hộ con mà, có phải không? Mẹ, chỉ cần con cố gắng học hành, má nhất định sẽ ủng hộ con. Trời, tim của chị đang đập thình thịch nè. Chị giống y như ba vậy. Ba biết chị đến nhà ăn cơm suốt đêm không ngủ được, ba vui mừng lắm. Không phải, tại lâu rồi chị không có nói chuyện với ba. Vừa tới nhà đã vào ăn cơm với ba, chị thấy sao sao á. Cùng lắm đến nhà rồi, chị ôm ba, ba cũng ôm chị là được rồi. Thoải mái một chút đi. Chị cố gắng thử coi sao. Ừ. Ba. Chị vào đi. Văn Thi, con đến rồi ha. Má. Văn Thi, rất vui khi con tới, ngồi chơi đi. Ngồi đi. Đừng khách sáo. Mấy cha con ngồi nói chuyện đi, để tôi vào múc canh nha. Chỗ ở đây tốt lắm đó. Ba ở đây cũng mười mấy năm rồi. Chị hai à, đồng hồ mà lần trước em tặng chị, chị có thích không? Ba cũng có hùng nữa đó. Chị biết rồi. Văn Hy đã gọi cho ba rồi. Hai người lấy người điện cho nhau nha. Văn Hy à, hôm nay con đến ăn cơm, thật lòng ba rất vui. Nhân à, con khui chai rượu đi, hôm nay ba phải uống vài ly. Ba hỏi má trước đi. Trường hợp hôm nay khác bà, đưa con không lấy, để tự ba lấy. Nè, ba đừng có uống mà nè, ba. Ba, đồ khui cất đâu vậy? Ông à, ông đừng uống rượu mà. Hôm nay là ngày vui mà.
Nhưng sức khỏe ông không tốt, ông đừng có uống. Chút xíu thôi mà hả? Chút xíu cũng đừng có uống. Trời ơi, được rồi, bà xã của tôi, bà nói thì tôi nghe lời bà, ha, không uống. Ba và má hay như vậy lắm. Không phải đâu. Văn Hy à, canh nấu xong rồi có thể uống được, cơm cũng sắp chín rồi, ngồi chân lát nha. Nè ba hả? À, trời ơi, chiếc bông rớt mà cũng không biết. Nè, để tôi đem giùm cho. Phải ha. Anh gạt tôi. Thật ra đi tìm con Băng, mấy người thật là xấu xa. Mấy người ăn nói sao với tôi đây? Xin lỗi. Đột nhiên tôi sực nhớ có một cuộc hẹn, lần sau tôi sẽ đến nha. Chị Hai. Chị Hai. Chị Hai, sao khi không chị lại bỏ đi vậy? Chị có hẹn mà. Chị nói dối. Thật ra chị đâu có hẹn với ai. Có phải có điều gì khiến chị khó chịu không? Vừa rồi chị thấy ba và má em thương nhau như vậy, chị thấy khó chịu lắm. Chị nhớ tới má của chị, chị cảm thấy có lỗi với má của chị đó. Em hiểu. Nhưng tại sao chị chấp nhận em lại không thể chấp nhận ba và má chứ? Xin lỗi, thật lòng chị chưa làm được. Có nhiều chuyện nhìn người ta làm thì dễ, nhưng lúc mình làm thật sự rất là khó. Chị không có độ lượng như gà con. Trong lòng chị rất là bối rối. Chị muốn yên tĩnh một mình. Dì không sao chứ? À, Văn Hy, con cũng tới đây hả? Dì đi về đây. Ấy à, dì ngồi xuống nghỉ một lát đi. Chân dì bị trầy hả? Không phải, vết thương cũ thôi. Đã 10 năm rồi. Sau khi bị xe đụng, dì đã làm phẫu thuật. Cũng chẳng trách ai được. Lỗi đều tại dì. Không thể trách ai được. Ý gì là vì băng qua đường không cẩn thận, không phải lỗi của tài xế. Con đừng có hiểu lầm. Vết thương của dì có liên quan tới má của con? Đâu phải. Tại sao lại liên quan? Con đừng có nghĩ lung tung. À phải, dì thân với má con lắm hả? Ít có ai biết má con thích hoa bách hợp. Phải. Lúc bấy giờ dì học hát hồ quảng, đã quen với má con ở nhà của thầy. Má con rất mê hồ quảng. Còn dì thì khác. Dì học hát hồ quảng là vì muốn ba con vui thôi. Thì ra dì quen ba con trước à? Phải. Nhưng sau đó dì rời khỏi Hồng Kông. Đến khi dì trở về thì đã biết ba con và má con cưới nhau rồi. Đến khi dì gặp lại ba của con thì mới biết quan hệ của vợ chồng ổng rất xấu. Dì nghĩ dì không nên xen vào ngay lúc đó. Dì cảm thấy rất là ân hận. Dì thấy có lỗi với má của con. Sau đó họ quyết định ly dì. Dì muốn bù đắp gì đó, nhưng mà tất cả đều vô ích. Đến khi họ thật sự đã ly dị, dì không gặp lại má con nữa. Khoảng 10 năm trước, trước một năm má con qua đời, dì đã vô tình gặp lại má của con. Lúc đó con đang du học ở nước ngoài. Dì thấy không có ai bên cạnh của chị ấy, dì thấy chị ấy rất cô đơn, nên dì càng ân hận hơn. Chính ngày sinh nhật của chị ấy, dì muốn tặng sợi dây chuyền cho chị ấy, mong chị ấy tha thứ cho dì. Ai ngờ
Chị vừa chửi gì, vừa đẩy gì sao quầy đường. Nhất thời nóng nảy. Má con đã làm gì? Không, vì biết chuyện này không liên quan đến chị ấy, vậy không trách chị ấy đâu. Có liên quan tới chuyện gì gặp tai nạn? Đừng nhắc chuyện này nữa. Chị cũng đâu phải cố ý. Dì biết trong chuyện này dì đã nợ con và má của con. Con không tha thứ cho dì cũng không sao, nhưng mà con không giận, con nhân nữa. Dì cũng mãn nguyện lắm rồi. Chân dì cũng đã bớt đau. Dì đi đây. Rồi, sao nhiều báo quá vậy? Em mượn của đồng nghiệp cũ ở đài truyền hình đó mà. Ý, mớ báo này cũ lắm rồi. Năm 1994, bộ đăng Thịnh coi báo cũ sao? Vợ cũ giận dữ đẩy tình địch ra đường gây tai nạn. Chà, sao ác dữ. Lâm Mỹ Quyên. Ủa, đây là tên má của cô mà. Người bị đẩy ra đường là dì Băng, tức là má của Nhân. Chà, sao má của cô dữ quá vậy? Sao cảnh sát có bắt má của cô không? Cũng may má Nhân không có truy cứu, cho nên má em không có sao. Bởi vậy mới nói, bày ra mối tình tay ba làm gì mới. Đàn bà mà nổi giận lên là không có kiểm soát nổi đâu. Thì ra hôm đó má của Nhân muốn tặng sợi dây chuyền làm quà sinh nhật cho má của em, cho nên mới ra nông nổi như vậy thôi. Vậy sao? Nè, cô có nói là má cô có để lại sợi dây chuyền cho cô mà, phải không? Cô có đưa nó cho tôi coi mà. Y có phải là... Phải hả? Chà, sợi dây chuyền này cô giữ bao năm nay mà màu cũng rất tốt ha. Trước khi má em chết, để dặn em giữ sợi dây chuyền này cho kỹ. Má nói là có ý nghĩa đặc biệt lắm. À, cô nghe sợi dây chuyền này là má của cô Nhân tặng cho má cô. Em không dám khẳng định như vậy. Cũng phải ha, ba cái thứ này không có khắc chữ làm sao mà nhận ra được. Nhưng mà vậy, má cô rất ghét người đàn bà này, làm sao lại giữ món quà này như vậy chứ? Cũng phải ha. Ý, sợi dây chuyền này đúng là má của Nhân tặng rồi. Chà, vậy bà cũng sang quá ha. Cô biết không, thời đó mà mua sợi dây chuyền này mắc dữ lắm. Nhưng cũng như chị nói, má em rất ghét bà, làm sao lại giữ sợi dây chuyền này kỹ như vậy? À, cũng phải ha. Liệu có phải lúc đó má cô đã nghĩ thông suốt rồi tha thứ cho bà? Có phải hả? Em luôn nghĩ má em chết vì giận hờn. Cô qua Canada mấy năm, có nhiều chuyện cô đâu có biết được. Em hiểu lầm bà bấy lâu nay, vậy tức là em khờ quá rồi. Chắc là vậy rồi. Ê trời, ba, ba về trễ quá chị. Có chuyện gì mà con gọi ba về gấp vậy? Là ba không làm gì được phải vội về. Con đói bụng quá, má nói là phải đợi ba về ăn cơm, nên con gọi ba về liền đó. Chỉ vậy thôi à? Dạ phải. Trời ơi, biết vậy ba chạy thêm về chuyến. Thôi để ba thay đồ đã. Ê khoan đã, thử món ăn trước đi. Chà, hôm nay ngày gì nấu nhiều món ăn vậy? Ba ăn thử đi. Con làm. Thử trước đi. Đây là món gì à? Thịt ram đó. Nhìn thì giống đó, nhưng ăn vào giống khổ qua đắng. Nó vừa đắng vừa chát đó. Vậy sao? Má. Ông à, ông kén ăn quá. Ông thử món cá đi. Cá này tươi lắm, mua để chưng cho ông ăn đó. À phải, cá này rất tươi, nhưng mà không có mùi vị gì hết. Hơn nữa còn có mùi tanh nữa. Nè, bộ hai má con lục nghề rồi sao? Thực ra là ai nấu vậy hả? Xin lỗi, con ít có vào bếp lắm. À,
Giang Hy, Giang Hy con nấu cho ba ăn nè. Dạ ba. Con gọi ba. Ba. Giang Hy. Giang Hy ngoan. Được rồi, đừng có ôm nhau nữa. Chúng ta ăn cơm xong rồi mới nói đi, có được không? Ăn cơm đi. Món con nấu rất là khó ăn, hay là chúng ta tới nhà hàng ăn đi? Không hả? Được, con đã vất vả làm những món này, nhất định ba sẽ ăn hết. Ngồi đi, ăn cơm. Phải hết, ngồi đi. Dì Băng ạ, dì ngồi với ba của con đi. Chị Hai, ngồi đây đi. Qua đây nè. Ngồi. Ly khăn giấy cho tôi đi. Chị Hai à, em hỏi chị chuyện này được không? Có phải em muốn hỏi tại sao đột nhiên chị lại nghĩ thông suốt hay không? Thật ra mấy hôm trước chị đã phát hiện, thì ra trước khi chết má chị đã tha thứ cho ba và dì Băng Băng rồi. Má chị cũng có thể bỏ qua được, tại sao chị còn phải cố chấp như vậy chứ? Thật ra gà con nói đúng lắm, tất cả chỉ tùy thuộc vào mình nghĩ sao. Nếu nhìn ở góc độ khác thì đâu có gì, đúng không? Bà chờ ngần ấy năm, rốt cuộc đã đợi được ngày này. Sau này cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Em biết không, một mình chị sống bao năm trời, hồi nãy mới thật sự cảm nhận được cảm giác gia đình. Thật ra chị rất là vui sướng, rất là đầm ấm. Nay mai chị và gà con đám cưới sanh con, thì cả nhà mình còn đông vui hơn nữa. Chị và ảnh không biết có tương lai không nữa. Chị đừng nghĩ lung tung, sao lại không có chứ. Chị lại suy đoán lung tung rồi. Nếu để anh biết được, chị rất lo cho ảnh, ảnh sẽ càng yêu chị hơn. Chị đâu có biết anh nghĩ sao chứ. Nhưng chị không đoán nữa, mất công lại đoán nhầm. Dĩ nhiên là không đoán nữa. À phải, tiệm của chúng ta đã bán rồi. Chúng ta qua Singapore coi mấy ảnh ra sao đi. Cũng hay đó. Xong rồi, có kết quả. Sau khi bán cửa tiệm rồi thì còn lại nhiêu đây nè? Trời, vậy tức là chúng ta không bị lỗ rồi. Nhưng số tiền này là vốn còn lại của chúng ta, chúng ta phải sử dụng cẩn thận, xài hết thì không còn nữa. Nên dùng như thế nào? Còn phải hỏi, dĩ nhiên dùng tiền để ra tiền. À, tôi biết rồi, gửi ngân hàng lấy lãi phải không? Anh khờ quá, lãi có chút xíu, gửi ngân hàng khác gì để trong lu gạo ở nhà chứ. Phải đó. Ê, vậy gà con, anh thấy sao? Dạo này cổ phiếu đang lên, chúng ta thôi dịp này mua cổ phiếu, coi hên xui, kiếm một bớ đi. Nhưng rủi ro nhiều lắm. Cũng chính anh nói mà, phải sử dụng số tiền này thận trọng. Càng nhiều rủi ro, thu hoạch càng lớn. Nhưng mua cổ phiếu rắc rối lắm. Theo tôi nghĩ là qua Macau thi hên xui với ông Hà còn hay hơn. Này được đó, sẵn dịp thăm ông Hà luôn. Nè, mấy anh nói thật đó hả? Anh điên quá, vậy mà cũng tin. Phải đó. Hai người làm tôi hết hồn luôn. Nè, chúng ta giúp gã ở đâu thì phải đứng lên ở cái chỗ đó. Mình sẽ tiếp tục kinh doanh. Vậy có phải trở về Hồng Kông tiếp tục mở tiệm mì không? Không cần gấp. Sở dĩ lần trước chúng ta thất bại là vì chúng ta quyết định quá vội vàng. Lần này phải từ từ, mình sẽ dùng cách gánh vác đá qua sông. Alo, má hả? Dạ, học xong con sẽ về. Dạ, mau lắm, bye bye. Nè, tôi chỉ còn nửa tiếng thôi. Cậu ngỗng, còn chuyện gì nói mau đi. Tôi còn định bàn bạc việc lớn, anh chỉ còn nửa tiếng, có thể bàn được cái gì chứ? Trời ơi, anh cũng biết rồi, đi học thêm đâu có thể đi lâu quá. Má tôi sẽ nghi tôi đó. Vậy tức là sao đây? Bắt cá hai tay hả? Không, về đi, cho anh hai sự lựa chọn. Một là ở lại với tôi và gà con, hai là về nói rõ với má anh. Cho tôi ít thời gian đi mà. Chừng nào, bao lâu? Hey, đừng có ép buộc ảnh. Anh cũng biết là má ảnh rất khó. Kêu ảnh nói rõ, có khác nào là bắt anh trở mặt với má của ảnh chứ. Theo tôi nghĩ anh phải bắt trước như tôi. Trước đây tôi cũng trở mặt với ba và chị hai tôi, sao cùng mới được tự do. Ảnh làm sao mà giống được. Thôi không nói nữa, tôi đi đó. Nè, đi đâu vậy? One night stand. Ở đâu vậy? Thì đứng ở đó một đêm. Chào, sao lại tình cờ gặp ở đây vậy? Anh mới qua hả? Phải, đã qua vài hôm. Tôi định gặp cô nhưng sợ bạn trai cô không được vui. Đi một mình hả? Tôi có hẹn với bạn trai. Anh ở bên đó, tôi đi nha. Trời ơi, ở đâu ra người quái lạ vậy?
Người này moi đâu ra vậy? Ừ? Em qua đó một lát. Cô làm gì? Này, bạn trai của cô là người Tây sao? Người Tây? À, anh nói Robert hả? Chia tay lâu rồi, ảnh là Kristen rất là ngầu. Tôi không còn biết ca hay là xa. Trên người hắn toàn là hình xăm mà tóc tai nhuộm màu tá lả luôn. Anh ta là người đâu vậy? Anh đừng có coi thường ảnh. Ảnh là nhà nghệ thuật hành vi đó. Trời ơi, vậy tức là kẻ bị thất nghiệp. Có sao đâu, hai người đến với nhau thêm vui là được rồi. Dĩ nhiên là hắn ta vui, chỉ lợi dụng cô thôi. Đó là cách lịch sự khi xã giao, anh đừng cổ hủ quá. Chà, không gặp một thời gian cô trở nên phóng túng từ hồi nào vậy? Tôi không có coi là trò đùa, tôi thật lòng lắm, tôi để đám cưới với ảnh đó. Cô đùa hay sao? Cô có từng nghe câu chuyện ngựa vằn cô hôn với thỏ không? Thỏ trắng nhất quyết từ chối vì ngựa vằn nó xăm mình đó. Tôi không có hứng thú nghe mấy chuyện thần thoại đó. Tôi không muốn cô bị gạt thôi. Trước đây anh kêu tôi đừng có xem vào chuyện của anh, đừng hỏi chuyện của anh. Vậy anh xem vào chuyện của tôi để làm gì? Em nói chuyện với bạn lâu quá, anh tính tiền rồi. Nói xong chưa? Chúng ta đi nha. Đi thôi. Tự mình sa đọa, xen vào chuyện của cổ làm gì? Cổ muốn chết, cho cổ chết luôn. Một cái đi. Cái gì? Tát em. Tát em đi. Ai? Tại sao lại đánh em? Giữa đường giữa sáng mà đánh phụ nữ, anh phải đàn ông không? Gì? Em không đem về nhà thì anh đánh em hả? Anh coi em ra gì? Tình khốn nạn này. Học lễ à? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi đi. Điên quá đi. Anh mới điên đó. Sao rồi, có gì không? Có đau không? Đau chút thôi. Đã nói với cô rồi, hắn không phải là người tốt đâu. Có thiệt thòi cho hắn chưa? Dĩ nhiên là không rồi. Ờ, vậy cũng mừng ha. Đói bụng không? Đi ăn gì nghe. Lần sau đi, tôi có hẹn bạn. Đó, tới rồi. Học lễ, ảnh là Joe. Xin chào. Chúng ta đi thôi. Được. Bye bye. Hết ca tới xa, bây giờ lại thêm vô nữa. Thiệt là quá đáng. À, Khải Sang à, em biết không, tối nay anh mừng lắm vì em chủ động hẹn anh ra. Chúng ta đi ăn tối xong rồi đi nhảy được không? À phải rồi, em thích ăn món Nhật hay là món Ý đây? Nè, về rồi hả? Tính gọi cho anh đó. Ủa, anh nói về nhà mà sao còn ở đây vậy? Ờ, tôi mới gọi về nhà. Thì ra tối nay má tôi tới câu lạc bộ CC tập nhảy, không có về sớm. Nhưng mà phải về trước 12 giờ. Bây giờ thì anh sợ má anh, nhất định sau này sẽ sợ vợ. Đâu cần đợi sau này, mới nãy đã báo cáo với em gái tôi. Hôm nay tới 5 lần lần đó. Phụ nữ hả? Có cũng mệt mà không có cũng mệt. Ít chà, sao đột nhiên nhiều cảm xúc quá vậy? Đâu có gì. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chúng ta đi ăn đi. Nè, tâm trạng không vui tốt nhất là ăn uống, bảo đảm anh sẽ quên hết mọi chuyện buồn luôn. Phải đó, phải đó. Ê, câu này quen quá à. Ai đã từng nói gì kìa? À, có người phụ nữ đã từng nói. Chẳng hi nói phải không? Là má tôi đó. Ừ, lấy thêm 2 con cua nữa. Cho tôi một dĩa nghe.
Cảm ơn bà chủ. Xong rồi nè. Cảm ơn cha. Cái này cho nhiều món quá, ăn có hết không đây? À, chúng ta phải kiêu chiến với cực hạn của cơ thể. Bắt đầu. món vịt này ngon quá. Ý món này quen quá, là gì vậy? Món rocha đó, lần trước tôi làm cho anh ăn đó, quên rồi sao? Chà, món người ta làm ngon hơn nhiều. Còn anh làm dở quá. Này, món cá này cay quá. Cay hả? Bỏ uống bia ướp lạnh để hạ quả đi. Chà, một miếng cay một hớp nước lạnh thấy đảo quá. Chỗ Hawking Center rất tốt, chỉ một chỗ mà tập trung tất cả món ăn. Phải đó, phải đó. Không phải chỉ riêng có một món đặc biệt đâu, mà bán lại rất đắt nữa. Nè, ở Hồng Kông cũng từng có một tiệm cũng hội đủ các món ăn, bán cũng rất là đắt. Nếu như chúng ta có một căn tiệm bán đủ các món ăn, vậy thì sao hả? Ổn rồi. Dùng tự kỷ sang sâu khơi trong khơi yết yu na khun mô lai đàn yên thang ca yêu hát sai y sang thao y yên hô nâng hô gần sân yên y sang sức bài yên hô 能有着信心，常在我左右。一个人不够，暗共有相伴着行。齐力奋牵手，不经心争斗，能用。